Trời ơi, này tôi hỏi kỹ lắm rồi nhá, cứ yên tâm. Đúng chiều nay tổ công tác xóa lõa giảm nhà mới về đến thôn ta. Thế rồi nên to bao nhiêu của cái ông cứ bày hết ra cho tôi. Thiếu lại sang bên đóng sơn ông Mạnh mà mượn ấn nhá. Cái gì? Áo trắng